Nguồn tin sau đây cho hay một cụ ông người Nhật nhận lỗi sau khi bị xích lô đòi 2 triệu 900 ngàn đồng cho một quãng đường là 1 km, thưa quý vị. Theo như tờ báo Trí Thức Việt Nam ngày 5 tháng 8 năm 2019 loan tin, sau khi bị một người xích lô ở Sài Gòn đòi 2 triệu 900 ngàn đồng cho một quãng đường 1 km, thì cụ ông Oki Toshiyugi, 83 tuổi người Nhật đã lên tiếng và nhận lỗi về mình vì ông cho rằng bản thân của ông đã không hỏi giá cả trước khi lên xe. Trước đó, thì ông Oki Toshiyuki cùng với người thân tới Sài Gòn du lịch và đồng thời thăm con trai Úc đang sống tại đây. Vào chiều ngày 30 tháng 8, thì ông Oki đi dạo quanh khu vực trung tâm quận Nhất, thì có một người đạp xích lô đến mời chào cụ đi. Và khi đến gần chợ Bến Thành, thì ông Oki đã đồng ý lên xe xích lô để được chở về khách sạn cách đó chừng 1 km. Quãng đường đi mất chừng khoảng 5 phút, nhưng khi ông Oki trong lòng cảm thấy cảm kích vì cho rằng người đạp xe xích lô có ý tốt khi mà mời mình, cho nên ông nghĩ là ông sẽ đưa cho người đạp xích lô là 500.000 đồng để cảm ơn. Và khi đến gần khách sạn thì người đạp xe xích lô liền thả ông Oki xuống. Ông liền lấy là tờ bạc là 500.000 đồng đưa cho chủ xe xích lô, nhưng người này đã tỏ ý là phải đòi thêm và ông Oki cũng đồng ý. Tuy nhiên, khi ông Oki chưa kịp lấy thêm tiền thì người đạp xe xích lô đã thò tay vào ví của ông và lấy đi 2 triệu 900 ngàn đồng rồi sau đó bỏ đi. Trước hành vi tham lam xấu xí này của người lái xe xích lô thì ông Oki nói rằng lỗi là tại ông vì ông đã không hỏi giá trước khi mà lên xe, thưa quý vị.